Đến chị Trang. Chị Trang hả? Dạ. Này dịch quay. Bán toàn chưa vô. Chào chị. Ô chào chị. Ôi trời, khỏe không? Lâu. Ô Phú. Lâu gì vậy? Đang quay phim hả? Quay chị á. Dạ. Nào chị. Ô bây giờ mười năm. Dạ. Mười. Qua ngồi đây đi, ngồi đây luôn. Ờ, ngồi đây đi. Ủa, ở đây coi, có ai ngồi đây không? Em thấy được phải không? Trời ơi, thằng nhỏ. Trời ơi, nhỏ này, lớn rồi. Ồ, con. Chào cô. Trời ơi, đi Phúc, ngồi đi Phúc. Bằng Tina. Tina có ra không? Kêu nó ra làm cho chị. Tina ngủ. Này đưa nhỏ đi lên trường học mới rồi sẵn ghé chị trên NC State á. NC State. Yeah. NC State good. Oh, yeah. Dạ đúng rồi. Dạ. Yeah. Ok, mấy đứa ngồi nha. Dạ. Chị ra nhìn nó lạ. Chị thay đổi nhiều. Ồ chị trắng ra hết luôn hả? Ồ hàng gì chị thay đổi khác. Nhìn chiến đấu khác như ngày xưa đâu, vẫn còn giống như chiến đấu thay đổi gì đâu. Cảm ơn nhiều. Dạ đi. Không dám dạ. Chị này ở chỗ nào ăn ngon chị em chứ em đâu biết đâu. Giới thiệu em vài món. Em coi đi cái nào cũng ấy cho em thích ăn gì. Cái gì cũng được cho chị đi cho em. Thích ăn gì? Nó có sức, nó có cơm, nó có đủ thứ hết. Em check clip đi rồi xong rồi em biết. Dạ, cảm ơn chị. Rất là quế, nó còn ngon. Còn em ăn muốn mà ăn whole family share thì đua cái share. Ăn riêng đi. Ăn riêng đi. Riêng thì để cho tụi nó. Đây, tụi nó order. Ok, just tiếp tục order. Alright. Nhiều gì xin nhiều món. So we can order anything. Yeah, you can order anything. Just khai vị, gỏi. It's my treat today. Này đặc biệt. Yeah, you can whatever you can order. We have everything. Fair. Này barbecue. Này phở. Phở đặc biệt. Baby ăn gì? Cơm ăn phở. Không đâu đâu, phở đâu phở. Cơm nó gì? Cơm gì? Cơm ở đây có cơm đĩa, cơm sườn bì chả, cơm thịt nước nướng bì chả. Ở đây thì có hủ tiếu. Cơm sườn. Dạ, đây có món gì nữa đâu ngon vậy em? Chị muốn ăn nước, muốn nước. Dạ có hủ tiếu. Bún bò Huế đây ngon. Dạ. Thôi em ăn thử bún bò Huế. Ok. Bún bò Huế đi ăn phở bún bò Huế. Rồi. Ok, bún bò Huế. No, ăn barbecue khác em thử cho đi thử. Phở đi. Một cái phở đặc biệt, một cái bún bò Huế. Rồi hai đứa này nó ăn gì? Bì cuốn. Rồi một cho đứa này một cái phở đặc biệt, cái này cái bì cuốn. Nấu chả giòn. Uống gì? Có bubble tea, đây có bubble tea. Bubble tea trong này, ngoài này nữa. Bây giờ uống gì? Uống đá lạnh được. Cho chị đá lạnh, con uống bubble tea. Uống nước. Cái đó gì? Thái tea. Thái tea, thái tea. Ok, cảm ơn em. Kia có dịch quầy trước làm hết cái ba loại khác. Xưa mở cửa ra nguyên cái dãy này, giờ nhìn nó lạ. Nha chị làm lời hết. Trang trí lời hết. Đi với ai? Đi một mình. Đi một mình luôn á. Vậy nó giỏi. Nó đi chơi, nó travel á. Vậy nó giỏi đó chị. Lần đầu tiên nó đi mà chị cũng lo cho nên là gọi hoài. Nấu, nó kệ nó chị ơi. Chị cũng sợ nó mẹ còn chưa dám nữa con.
Chị em muốn hai thằng em tự đi travel một mình á, mà nó đâu ấy đâu. Chị đi travel thì chị dẫn đó, hoặc là chị đi, còn cái này đi travel. Chị nó bị khổng luôn. Không có sao hết trơn chị, không có sao. Thì bây giờ thấy ok, chị book. Và bây giờ chị đi từ hôm ngày chị ở là 5-6 ngày đó. Bây giờ chị nãy là chị nói là bây giờ chị book train, chị đi từ London, chị đi qua Paris. Sướng đi châu Âu đó, trời ơi. Trời, nó sướng, bài mốt đi châu Âu dẫn nó đi, để cho nó book, nó, em thấy nó giỏi. Nó tự book, nó tự ấy. Wow, bây giờ cho nó lớn dữ hả? Thì nó cũng cỡ như chị, hơi cao chị tí xíu. Ồ, chị đẹp gái á. Cảm ơn. Nhìn đâu thấy, lâu lắm đâu gặp chị đâu, mấy năm rồi. Dạ, 8 năm. Mai mốt nó ở đây chạy lên thường. Dạ, chắc mai mốt nó ở, chắc chạy lên chạy xuống thường. Dạ, em ở vùng nào? Em ở gần tiệm em á. Cũng nó ở con cọt á. Dạ. Con cọp miêu á. Miêu về dưới. Đâu tuần trước, mấy ngày trước chị về dưới. Chị về trước. Cái nhà ngay chỗ xóa là chị còn đó. Ồ, còn à. Rồi chị bán. Bán chưa? Chị bán vừa xong đó. Bỏ là mắc kẹt cỡ gần 5 giờ á trời. Ủa, nên khúc. Là brand new luôn, brand new từ trên xuống dưới. Sao không? Chị không nói em? Tại vì nó nằm ở đó. Cái đó nhiêu bao, chị bán nhiêu? Cái đó là nó clo là 315 ngàn. Ồ, sao chị không nói em? Đâu biết đâu. Em ở khác mà chị ở khác. No, Hespa cũng được. Em muốn gần Hespa gần em có 15 phút. Tại vì chị không có ở, là kêu body về dưới học xóa là đi không. Cái nhà là cho chị chứ đâu nói em. Chị lô mới ngày kia nè. Em rồi. Chứ em đâu biết là chị bán nên bán em biết luôn. Tại vì làm thì nó đâu không có kịp trước khi cái interest nó drop á, chứ nếu mà chị làm kịp chị bua ra trước chừng 2 tuần lễ là cái nhà chị bán giá rất cao, nhà brand new hết. Chị ói rồi cái nhà quay đó ăn đi. Để cho nhìn ngon quá vậy. Wow, đưa em coi em chụp hình đó nè. Có chị ghé hôm sáng bây giờ thấy thì lớn tuổi rồi, chị chịu thôi, em nói biết không? Má em ghé hoài, thăm ở hoài á. Dạ, cái này nhìn ngon quá chị. Ăn đi mấy đứa, con ăn đi, đừng hỏi nó cái đồ ăn kia ra nữa. Ăn đi, vô ít cho ăn đi. Bây giờ mấy đứa ăn đi, chút nói chuyện nữa. Ok, dạ. Này có món heo quay. Và this one là sa tế nè. Sa tế. Con bỏ sa tế vô đây cho nó cay không? Ba trăm mười lăm. Ai biết cái đó nói, chị nói nhà nó lâu rồi tưởng là chị bán. Dùng. Cho bỏ đặc biệt. Ổ này phở đặc biệt. Phở tái thôi nè. Ổ này phở tái. Đó coi. Ăn thử ngon. The soup ok không? Ăn thử the soup ngon. Được. Yeah, better. Good. Oh, ok. Bún này bún bò quế của mình kìa. Cảm ơn chị. Chắc nữa các em tí cho chị cho nó. Ok. Này tô bún bò quế. Wow, tô bún bò quế chất lượng. Phở ok không? The soup good. Có bỏ hoa xin sót không? Đây nha. Bỏ hoa xin sót không? Sa tế rồi. Sa tế rồi đây chứ. Tương ớt. Nha. That's good. Đi. Bún bò quế mà có thịt tái. Thank you.
nhiều, bỏ thịt lớn. Vào có cục xí quách nữa. Quý con thịt nè, mẹ mẹ không thích ăn thịt. Quà con thịt nè. Thịt gút nha, mẹ mẹ không thích ăn thịt nhiều á. Giờ tôi mất thịt for me. Ăn thử. Cũng một quả chất lượng. 4 miếng chả. 1 2 3 4. Đồ tẩm con chị Trang nè. Đợi anh Phú ra lấy dịch. Con dịch của con chưa? Chị dịch mình làm đây luôn đi. Quay đây luôn. Thôi đừng đừng đừng. Thôi Phú, được rồi. Được rồi Phú. Thôi trả qua tính. Bao nhiêu tập? Hả? Đồng đó. Như hầu như ở nhà. Nhà bắt cắt. Ở nhà. Ở nhà. Cảm ơn chị Trang nhiều nha. Không, em mấy đứa nhỏ nó không ăn, nó chỉ bán cái ăn nước tương không mà. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Trang ăn nhiều nha. Bữa nào học trên này em ghé nữa. Dạ. Cảm ơn chị. Chào bye chị nha. Ok bye. Bye. Giữ gìn sức khỏe nha. Chị cứ trẻ như đây hoài là tốt. Trẻ hoài có gì hoài mình. Chỗ này như nó xây thêm nhiều quá chị. Cái đó là bên kia nó bán cho bên đó nó làm cái chợ mẻ, tại chợ mẻ nó làm ở phía sau mà nó đông quá. Nam kế bên đây. Nam kế bên đây. Ok thôi, cảm ơn chị. Bye bye.